Cái lần đầu tiên mà Ngân bận áo cưới mà để làm một cái dự án đó, đó chính là cái MV Anh Sợ Mất Em của nhóm 365. Thì đó là bận cùng với lại anh Isaac. Chắc là Ngân cũng có duyên lắm đó, vừa MV với xong phim ấy. Xong tự nhiên đầu cái phim hậu vậy cũng đám cưới nữa, thì Ngân nghĩ khá là vui. Tại vì mỗi lần mà Ngân bận áo cưới là một cô dâu khác nhau, tính tình khác nhau. Hai bộ phim hay hai bộ phim khác nhau rồi, thì Ngân nghĩ là nếu mà về Bận Áo Cưới với Anh Trinh Phạm mình đúng trên câu chuyện đó thì nó rất là ý nghĩa. Tại vì có hôm anh Chun nó có chia sẻ cho Ngân một cái bài báo là anh chồng bị ung thư nhưng mà cô dâu vẫn đám cưới cho tới cùng, cho đến lúc mà anh chung hơi thở cuối cùng. Thì ảnh gửi cái bài đó thì Ngân lại nhớ tới Ánh Dương và Nhật Minh. Ngân cảm thấy rất là ý nghĩa, tại vì thì đã nói là một lần, chỉ có một lần trong đời thôi mà mình phải nắm bắt được khoảnh khắc đó. Mặc dù là tình yêu nó xa cách nhưng mà cái đó là trên dựa trên một cái tình nghĩa, nó rất là quý giá. Thì Ngân nghĩ cái đó là ý nghĩa nhất. Lúc đó Ngân cảm nhận là mình là một cái con người, con gái đẹp nhất, không ai sánh bằng mình. Còn về đám cưới với lại Song Luân thì đúng theo kiểu là một tình yêu đẹp, công chúa hoàng tử, một đám cưới mơ ước. Thì cái đó là một cái cảm xúc cũng rất là lạ, tại vì kiểu mình được mọi người yêu mến rồi, đúng là mình còn đang kiểu trẻ trung năng động, rồi mình đang kiểu enjoy với cuộc sống. Thì cho nên là hai cái nó khác nhau, nhưng mà Ngân nghĩ về cái mà đám cưới với anh Song Luân thì tất cả mọi người đều biết rồi, tại vì cũng có nhiều đám cưới nó đẹp như trong mơ, kiểu giống như là tướng vô thuê kiểu như vậy á. Nhưng mà Ngân nghĩ, Ngân mà trải qua được cái đám cưới với anh Trung Hạm, Ngân nghĩ là nó rất ý nghĩa. Áo cưới trong mơ của Ngân nó cũng đơn giản thôi, tại vì mọi người có nhớ cái câu mà một cái đám cưới đẹp nhất không phải là bận những trang phục lộng lẫy, không phải là xe xua, không phải là địa điểm như thế nào, mà một cái đám cưới hạnh phúc đó chính là có bạn bè, người thân và tất cả mọi người yêu quý bên mình. Thì Ngân nghĩ khi mà một cô dâu á chỉ cần như đó là đủ rồi.